bộ phim tài liệu đang được phát hành, Vương Nhất Bác đã cho chúng ta thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của anh ấy. Thử thách leo độ cao tương đương tòa nhà 23 tầng và thách thức giới hạn của bản thân bằng cách treo mình một đêm trên vách đá. Từ một chàng trai sợ bóng tối và xe độ cao, đến nay Vương Nhất Bác đã chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân. Đi vào hang động sâu, hẹp và tối, thử thách hạ độ cao nhanh. Họ thách thức việc hạ độ cao nhanh chóng. Không ngờ, dây đai chân của Vương Nhất Bác bị lỏng. Sự lỏng lẻo này thực sự khiến anh ấy sợ hãi. Anh ấy liên tục nhìn xuống để kiểm tra thiết bị của mình trong quá trình leo lên. Vượt qua trong bóng tối cũng là một thử thách lớn đối với sức mạnh thể chất. Một ngôi sao hàng đầu đang tham gia thử thách sinh tồn với các nhà thám hiểm hàng đầu. Chiếc điện thoại của anh ấy đã bị nứt màn hình, vết xước nhìn thấy rất rõ. Nhưng anh ấy không để ý tới điều đó. Siêu sao hàng đầu Vương Nhất Bác đang chụp lại những điều thú vị trong hành trình thám hiểm của mình bằng chiếc điện thoại bị xước màn hình. Vương Nhất Bác chứng minh rằng anh ấy là một con người thực tế, không màu mè, không cầu kỳ, đơn giản là chinh phục các thử thách và phá vỡ giới hạn của bản thân. Hãy là một ngôi sao thực tế nhất. Trong tập phim mới nhất, Vương Nhất Bác đang cắt lạp xưởng, một miếng lạp xưởng bị rơi xuống đất, không mất tới 3 giây, Vương Nhất Bác đã nhặt lên cho vào miệng. Có lẽ bạn phải xem lại đoạn này, bởi vì động tác của Vương Nhất Bác quá nhanh. Tôi thực sự cười khúc khích và phải tua lại đoạn phim này để xem kỹ hơn. Vương Nhất Bác đã cho thấy anh ấy là một nghệ sĩ bình dị và gần gũi biết bao. Trong suốt những tập phim của phim tài liệu khám phá vùng đất mới, Vương Nhất Bác rất vô tư hồn nhiên. Anh ấy chân thật và gần gũi một cách kỳ lạ. Điều tôi khâm phục đó là sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần của Vương Nhất Bác rất cao. Một nghệ sĩ bình dị nhưng vô cùng dũng cảm. Anh ấy xứng đáng với thành công của ngày hôm nay.